Lại nói, lúc bấy giờ, tiểu nữ hài kia cười lạnh một tiếng, tiếng đàn vang vọng, không gian lập tức nứt ra, bắn Trung Nhạc và Tân Hỏa văng thẳng ra ngoài. Trung Nhạc mở mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình đã quay trở về trong không gian bí cảnh của Xà Văn Cử, vẫn như cũ đang đứng trước tấm gương lân phiến, phảng phất như chưa từng rời khỏi bao giờ. Nhạc tiểu tứ, ngươi thật sự là nên tuyển chọn phục hy chi linh mà. Tân Hỏa bóp cổ tay thở dài, đột nhiên trong mắt chuyển động, cười hăng hắc nói: Chúng ta chỉ mới đi gặp Hạo Dịch Đế thôi, hắn cấp cho ngươi chỗ tốt ít, chi bằng lại đi gặp những thiên đế phục hy thị khác đi. Ngoại trừ Hạo Dịch Đế ra, còn có Phục Hy Đế, Dịch Di Đế, Sư Dịch Đế, Thái Hạo Đế nữa kìa. Cuối cùng vẫn luôn có thể gặp được một tên hào phóng mà. Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói: Không cần, Tân Hỏa, Hạo Dịch Phục Hy đã giúp ta giải thích nghi hoặc, không cần lại đi những đế lăng khác quấy nhiễu linh hồn những tổ tiên khác nữa. Tân Hỏa nghi hoặc hỏi: Hắn giải thích cho ngươi lúc nào vậy? Chính là chữ dịch kia sao? Cho ta chút thời gian, ta có thể viết ra ít nhất 1000 chữ dịch cho ngươi. Trung Nhạc lắc lắc đầu nhìn về phía Thức Hải, chỉ thấy ở nơi đó chữ dịch kim quang sáng lạn kia đang phiêu phù giữa không trung, như kim nhật treo cao, như minh nguyệt thánh khiết. Nhật làm đầu, nguyệt là đuôi rắn vần quanh, gắn liền lại với nhau chính là một tôn Phục Hy. Hạo Dịch Đế viết ra không phải là một chữ dịch, mà là viết ra một tôn Phục Hy. Tôn Phục Hy này có vô tận ảo diệu để cho hắn nghiên cứu tìm hiểu, mà miệng tôn Phục Hy này lại tụng niệm đạo âm dẫn người nhập cảnh, khiến cho người tỉnh ngộ, dẫn dắt đối với hắn lại càng lớn. Đạo âm có tác dụng mở ra trí tuệ của hắn, khiến cho tai mắt hắn minh mẫn so với trước đây càng minh mẫn hơn, lực lĩnh ngộ càng cao hơn, bởi vậy bắt đầu tìm hiểu chính là giống như có thần giúp vậy. Tân Hỏa tuy biết được nhiều công pháp, mặc dù từ thời đại Thiên Hoàng đã bắt đầu tồn tại cho tới bây giờ, mặc dù gánh vác trọng trách truyền thừa, cơ hồ không gì không biết, nhưng những gì hắn biết lại chỉ là những đạo lý chết, những công pháp chết. Đối với giải thích nghi hoặc, hắn cũng không có bao nhiêu kiến giải cao thâm. Hắn là sinh mệnh kỳ dị do Tại Hoàng sáng tạo ra, phụ trách truyền đạo, thụ nghiệp, mà giải thích nghi hoặc thì hắn lại lực bất tòng tâm. Còn chữ dịch này của Hạo Dịch Đế lại có thể giải thích nghi hoặc cho Trung Nhạc, giúp hắn cởi bỏ khốn hoặc. Dịch Phục Hy thật sự mênh mông như biển vậy. Trung Nhạc tinh tế quan sát, giống như đang quan sát một tôn Phục Hy thiên đế vậy, từ trong đó lĩnh ngộ ra các loại biến hóa, lĩnh ngộ ra cấu tạo linh hồn của Phục Hy thị, sự ảo diệu của nguyên thần, lĩnh ngộ ra văn lộ đồ đằng trời sinh trong thân thể Phục Hy thị, thần thông trời sinh. Lần này hắn tìm hiểu, chỉ thấy nguyên đan của Xà Văn Cử nhanh chóng tiêu hao, huyết mạch Hoa Tư thị bị điên cuồng đều luyện ra, khiến cho trong cơ thể của hắn thức tỉnh càng nhiều huyết mạch Phục Hy, tốc độ hoàn toàn viễn siêu hơn trước đây. Khỏa nguyên đan yêu thần này cũng nhanh chóng co rút lại, chữ dịch do Hạo Dịch Đế truyền thừa cũng không phải tầm thường. Trung Nhạc lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông của Phục Hy thị từ trong chữ dịch này, dẫn động huyết mạch đề thăng. Mà nguyên đan của Xà Văn Cử lại cung cấp cho hắn năng lượng cần thiết, giúp cho hắn thức tỉnh càng nhiều huyết mạch. Hắn lần này ngồi cơ hồ không biết ngày đêm, không biết thời gian lưu động, vô cùng chuyên chú tập trung vào nghiên cứu và tham ngộ. Hắn nghiên cứu càng nhiều lại càng phát giác chữ dịch này bác đại tinh thâm. Nghiên cứu thời gian càng lâu, lĩnh ngộ cũng sẽ càng nhiều, càng phát giác đạo âm vơ bổ bến. Nếu hắn cầu dịch Hạo Đế một luồng Phục Hy chi linh, chỗ tốt nhận được dĩ nhiên là cực lớn, có thể khiến cho hắn trực tiếp đột phá tu thành chân linh, tu vi thực lực khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Nhưng nếu là như vậy, hắn sẽ không có khả năng lĩnh ngộ ra nhiều đạo lý như vậy, tìm hiểu ra thiên phú thần thông của Phục Hy thị, dẫn phát huyết mạch để thăng. Vấn dịch chỗ tốt mặc dù nhìn như không lớn, nhưng thật ra chỗ tốt lại là kinh người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Trung Nhạc từ trong chữ dịch này nghiên cứu ra sự ảo diệu của nguyên thần cùng nhục thể, sự ảo diệu của huyết mạch Phục Hy thị đối với con đường luyện hồn thành linh của hắn có sự trợ giúp thật lớn. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với Phục Hy chi linh càng lúc càng nhiều, tỷ lệ luyện hồn phách của bản thân thành chân linh Phục Hy cũng sẽ càng cao hơn. Giúp người con cá không bằng chỉ người cách bắt cá, Hạo Dịch Đế truyền thụ cho hắn chính là cách răng lưới bắt cá. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy sự tìm hiểu của chính mình đối với chữ dịch đã đạt tới cực hạn. Mặc dù trong chữ dịch vẫn còn ẩn chứa tri thức đạo lý khổng lồ hỗn tạp, nhưng trí tuệ của hắn có hạn, đã đạt tới bình cảnh, lúc này mới đứng dậy. Không biết tấm gương lân phiến có thể chiếu rọi ra càng nhiều ảo diệu hay không. Trong lòng hắn khẽ động, vội vàng xoay người đi về phía tấm gương lân phiến. Mặt gương lân phiến vẫn như cũ, cực kỳ chân bóng, chiếu rọi hết thảy mọi thứ.
bóng dáng của Trung Nhạc xuất hiện trong mặt gương, thậm chí ngay cả thức hải của hắn cũng bị chiếu rọi. Chữ dịch trong thức hải cũng xuất hiện trong mặt gương, không ngừng biến hóa. Trung Nhạc cẩn thận nhìn kỹ, không khỏi chấn chỉnh tinh thần. Tấm gương này quả nhiên đã chiếu rọi ra rất nhiều đạo lý mà hắn không thể tìm hiểu. Bất quá, mặc dù tấm gương có thể chiếu rọi hết thảy, nhưng không ngờ các loại hoa văn hình thành nên chữ dịch vẫn đang không ngừng biến hóa, không ngừng phân giải. Tấm gương này càng chiếu rọi lại càng lúc càng mơ hồ. Hiển nhiên tấm gương này cũng không thể chiếu rọi ra hết thảy những huyền cơ ảo diệu của chữ dịch này. Tác dụng của tấm lân phiến này quả thật cũng có hạn, bất quá cũng đã rất không tầm thường rồi. Trung Nhạc không khỏi tán thán, hắn không cầu chính mình có thể thoáng cái tìm hiểu ra hết thảy huyền bí của chữ dịch. Hắn ngồi trước tấm gương, mượn tấm gương tinh tế lĩnh ngộ, lại tìm hiểu ra không biết bao nhiêu huyền cơ. Đối với luyện hồn phách thành chân linh, nắm chắc cũng càng lớn hơn. Theo hắn nghiên cứu càng lúc càng sâu, hắn cũng càng lúc càng cảm giác cật lực. Mặc dù có tấm gương tương trợ, nhưng hắn vẫn không thể tiếp tục nghiên cứu nữa. Tu vi cảnh giới của ta không đủ, đã đạt tới giới hạn nhận thức rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mặc dù tấm gương có thể chiếu rọi ra càng nhiều huyền cơ ảo diệu, nhưng hắn có cảnh giới hạn chế, giới hạn nhận thức đã trở thành trở ngại, ngăn cản hắn tiếp tục tìm hiểu. Hiện tại, rốt cuộc đã có thể tu thành chân linh phục khí rồi. Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, thần nhân thứ ba mở ra, tả hữu song mâu mở ra, hóa thành một vầng mặt trời, một vầng minh nguyệt. Ba đạo thần quang chiếu rọi tấm gương, chiết xạ nguyên thần, nguyên đan của hắn hiện ra, tinh khí như biển rộng nộ trào, oanh kích về phía nguyên thần của hắn. Mà sau lưng hắn, Long Nhạc và Ba Tuần nhất tề quát lớn một tiếng, sau lưng hiện ra chân linh tinh thiềm và chân linh kim ô, tinh khí pháp lực, nguyên đan, tinh thần lực không ngừng phun trào ra. Các loại văn lộ đồ đằng, đan sen giao thoa, phóng vọt về phía hắn. Cùng lúc đó, từng cây thần dược bốn phía nhất tề chập chờn, dược hương nồng nặc tới cực điểm, dược lực giống như thủy triều vọt tới. Đám thần dược liều mạng rót dược lực vào trong nguyên thần của hắn, giúp hắn ngưng thực chân linh. Nguyên thần của hắn càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Luyện giả thành chân rất nhanh đã tu luyện tới trình độ đỉnh phong lần trước, đã tới thời kỳ quan trọng nhất của luyện hồn thành linh. Vô số lĩnh ngộ từ trong đầu Trung Nhạc tuôn ra, ngưng kết thành đồ đằng tiên thiên, hóa thành từng đạo văn lộ đồ đằng lạc ấn lên trên hồn phách của chính mình. Đó là văn lộ đồ đằng trời sinh của Phục Hy thị, là thiên phú chủng tộc. Hắn bởi vì huyết mạch hạn chế, mặc dù lĩnh ngộ được những thiên phú thần thông chủng tộc này, nhưng lại không cách nào thi triển ra. Nhưng hắn đã ghi nhớ lại những văn lộ đồ đằng này, tham ngộ ra, hiện tại lạc ấn lên trên hồn phách của mình. Có thể luyện hồn thành linh hay không cũng ngay một lần này đấy. Hắn đột nhiên vươn ra một ngón tay điểm lên trên ngực, thần huyết Phục Hy tinh luyện từ trong trái tim nhất thời giống như du long bỏ ra, phóng vọt vào trong cơ thể nguyên thần, giao hòa với đám đồ đằng tiên thiên kia, hội tụ thành một thể, lạc ấn lên hồn phách, triệt để tương dung với hồn phách của mình. Trong nháy mắt đồ đằng tiên thiên dung hợp với hồn phách, Trung Nhạc nhất thời cảm giác được trong đầu chính mình chuyển tới thanh âm ầm ầm vang, giống như vạn thần tế tự, giống như chúng sinh triều bái cầu khẩn, như đạo âm cộng hưởng ầm vang, hóa thành một khúc âm luật náo nức bao la hùng vĩ, chấn động linh hồn, chấn động nhục thân. Nguyên thần Phục Hy của hắn đứng sừng sững sau lưng, các loại văn lộ đồ đằng đan xen tung bay, điên cuồng hấp thu linh lực, thôn nạp tu vi của Long Nhạc và Ba Tuần, hút đi tinh khí trong nguyên đan của Trung Nhạc, hấp thu dược lực của hơn 10 cây thần dược. Tôn nguyên thần Phục Hy này giống như một cái động không đáy vậy, không ngừng hấp thu. Kiểu chuyển nguyên đan của Long Nhạc và Ba Tuần dần dần bắt đầu khô kiệt, trở nên ảm đạm, không ánh sáng. Tu vi của Long Nhạc và Ba Tuần cũng nhanh chóng giảm xuống, tinh khí trong cơ thể hai người đều bị hút đi 7-8 phần, nhục thân héo rũ. Cho dù là kiểu chuyển nguyên đan của Trung Nhạc lúc này cũng có kết cục giống như vậy, trở nên ảm đạm, không có ánh sáng. Ngay cả mười mấy cây thần dược kia cũng đều cảm thấy ăn không tiêu, cảm thấy dược tính của chính mình không ngừng bị xói mòn, bị nguyên thần Phục Hy của Trung Nhạc thôn phệ đi. Không chỉ như vậy, tòa bí cảnh nguyên thần cuối cùng này của Xà Văn Cử vậy mà cũng đang héo rũ. Trong bí cảnh nguyên thần này cất giấu không ít tinh khí của tôn xà thần này, những tinh khí này cho tới hiện tại vẫn chưa tiêu tan, vậy mà cũng bị nguyên thần Phục Hy của Trung Nhạc dẫn dắt tới, không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể nguyên thần. Mà nguyên đan của Xà Văn Cử lại càng là liên cuồng xoay tròn, tinh khí phun trào, bị nguyên thần Phục Hy của hắn luyện hóa. Trung Nhạc cảm thấy thân thể chính mình cũng đang dần dần héo rũ, tinh khí xói mòn, huyết dịch khô kiệt. Lần ngưng thực chân linh này thành công thì đúng là đã thành công, nhưng loại khí thế điên cuồng hấp thu linh lực này cũng quá kinh khủng.
Nếu vẫn bị không ngừng hấp thu như thế, cho dù hắn có được nhiều thần dược như vậy cũng không đủ cho hắn tiêu hao. Những luyện khí sĩ khác luyện thành chân linh tiêu hao làm sao lại khổng lồ như vậy được. Nếu lại có thần dược chống đỡ, tiêu hao sẽ càng cực kỳ nhỏ bé. Cho dù không có thần dược, dùng các loại linh dược khác cũng có thể dễ dàng vượt qua. Mà hiện tại có hơn 10 cây thần dược ở đây, cộng thêm sự ủng hộ to lớn của hai đại hóa thân Trung Nhạc, không ngờ lại có chút ăn không tiêu. Cũng may loại tình huống này cũng không kéo dài được bao lâu. Tốc độ thôn phệ linh lực của nguyên thần phục khi của Trung Nhạc rốt cục cũng bắt đầu chậm lại, khiến cho Trung Nhạc kể cả đám thần dược xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Trở về nhất định phải ăn nhiều đất một chút mới được, tận lực bồi bổ thân thể một chút. Bản Lam lão ông vẫn còn run rẩy, chật vật nói. Lại qua không bao lâu, nguyên thần phục khi của Trung Nhạc đã không tiếp tục thôn phệ linh lực nữa. Hồn phách xây dựng lên nguyên thần đã tu thành chân linh, hóa thành một tôn nguyên thần cao ngàn trượng, bí cảnh minh mông hạo hãn. Trước đây, mỗi khi nguyên thần Trung Nhạc thi triển thiên địa tá pháp, mượn thiên địa chi pháp, sẽ có thể thi triển ra nguyên thần cao ngàn trượng. Nếu là linh thể hợp nhất, nhục thân thể hiện ra pháp thiên tượng địa cũng sẽ thấp hơn vài phần, nhất định phải duy trì cường độ của nhục thân. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã xem như là khác biệt hiếm có trong pháp thiên cảnh rồi. Cường giả pháp thiên cảnh bình thường, hiếm có cự đầu nào có thể luyện nguyên thần được tới bước này. Cho dù là ở trong Côn Luân cảnh, cũng chỉ có lác đác mấy cái chủng tộc thiên phú dị bẩm như khoa phụ thần tộc mới có thể tu luyện tới tình trạng mạnh mẽ như thế. Mà hiện tại không ngờ chân linh của Trung Nhạc lại trực tiếp cao tới ngàn trượng, còn chưa dùng thiên địa tá pháp đã có thể đạt tới loại trình độ này. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Không chỉ như vậy, sau lưng nguyên thần chân linh của hắn, nhật nguyệt chim nổi, âm dương ba động hóa thành thần ma thái cực, mang theo khí tượng vô biên. Chân linh của hắn chân đạp trên thái cực đồ do khí thần ma âm dương nhị khí cấu thành, nhật nguyệt quảng đại, hắc bạch chi khí cuồn cuộn không ngừng mà vận hành. Chân linh của hắn là chân linh phục khi, có thể mở ra âm dương phân cắt thần ma, luyện ra thần ma một thể. Ngoài mặt chân linh mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo văn lộ đồ đằng huyền diệu. Đây chính là đồ đằng tiên thiên mà Trung Nhạc đã tiêu hao thần huyết phục khi của chính mình mới lạc ấn lên trên đó được. Nhục thân của hắn còn chưa thức tỉnh long lân đuôi rắn, ngay cả thần cốt cũng chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng chân linh cũng đã trước hắn một bước luyện ra long lân đuôi rắn. Ba khỏa thần nhãn, thần tâm, thần cốt thoạt nhìn không chút khác biệt so với phục khi chân chính. Gia hỏa này thật sự đã luyện thành được rồi. Ánh mắt của Tân Hỏa có chút dại ra, ngơ ngác nhìn tôn chân linh phục khi này. Trung Nhạc vậy mà thật sự đã luyện hồn phách của chính mình thành chân linh. Trước đây không phải chưa từng người nghĩ tới chuyện luyện hồn phách thành chân linh, chỉ là không quá cần thiết. Dù sao lúc đó phục khi thị chính là bá chủ trong vũ trụ, cường giả tầng tầng lớp lớp, cần gì phải gian nan gian khổ đi luyện hồn thành linh đây. Bọn họ trưởng khống hưởng dụng tài nguyên vô biên vô tận, cảm ngộ linh của các đời phục khi thiên đế là được, bởi vì đó dù sao cũng là linh của thiên đế, so với chính mình gian nan khổ luyện thành linh còn cường đại hơn rất nhiều lần. Mà tới thời đại của Trung Nhạc đã không tìm được phục khi nào nữa, cho tới bây giờ kể cả Trung Nhạc cũng chỉ mới xuất hiện một cái dưới phục khi. Trung Nhạc căn bản không thể nào cảm ngộ phục khi chi linh, dẫn tới hắn chỉ có thể mở ra lối đi riêng, bước ra một con đường mới của chính mình, đã làm được bản thân ba linh một thể. Chỉ là luyện hồn thành linh vẫn không thể nào cường đại bằng trực tiếp cảm ngộ linh của thiên đế được, yếu nhược hơn rất nhiều. Tân Hỏa vẫn có chút tiếc hận nói. Trung Nhạc cảm giác được sau khi luyện thành chân linh, tu vi của chính mình cũng nước dâng thì thuyền lên, quả thật giống như hồng thủy bạo phát vậy, không ngừng tăng vọt, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Loại đề thăng này cực kỳ khủng bố, khiến cho tu vi của hắn trong vòng mấy cái hô hấp đã tăng lên gần như gấp đôi, hơn nữa vẫn còn đang đề thăng. Không qua bao lâu, hắn đã cảm giác được tu vi của chính mình vậy mà tăng lên hơn gấp đôi, lúc này tốc độ tăng lên mới chậm lại. Đáng sợ, thật sự đáng sợ mà. Luyện hồn thành linh vậy mà có thể đề thăng tu vi nhiều như vậy sao? Trung Nhạc không ngừng tán thán hỏi. Tân Hỏa, ta đề thăng tu vi nhiều như vậy, vậy mà vẫn không bằng cảm ngộ linh của thiên đế hay sao? Tân Hỏa lắc đầu nói. Vẫn còn kém xa. Thiên đế phục khi thị đường đường địa hoàng, một luồng một tia đế linh của bọn họ khủng bố tới mức nào đây? Thời điểm luyện giả thành chân, tu vi thực lực ít nhất có thể đề thăng lên gấp 10 lần, thu hoạch to lớn tới mức nào? Một cái phục khi thị khác, nữ tử tên là Tư Mệnh kia, linh của nàng chính là linh của thiên đế phục khi thị, được nàng luyện giả thành chân. Nếu đồng dạng là chân linh cảnh, nàng một bàn tay sẽ có thể đánh ngươi thành tro bụi rồi.
Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: "Sao? Linh của Tư Mệnh là đế linh sao? Toàn bộ Phục Khí thí chỉ còn lại ta và nàng. Nàng lấy được đế linh từ chỗ nào? Làm sao có thể trở nên cường đại như vậy?" Tân Hỏa cũng lộ ra thần sắc suy tư, lẩm bẩm nói: "Quả thật cũng rất kỳ quái, nhà đầu này lấy được đế linh từ chỗ nào đây? Kỳ quái hơn nữa chính là, nếu truyền thừa của Phục Khí thí đã diệt tuyệt, nàng làm sao có thể biết ta đây?" Tư Mệnh nhìn thấy Tân Hỏa, vừa liếc mắt liền nhận ra lai lịch của hắn, thậm chí còn biết rõ Thiếu Hạo Trung. Nếu truyền thừa của Phục Khí thí thật sự đã diệt tuyệt, nàng căn bản không có khả năng biết được những cái này. Trung Nhạc cũng nghĩ mãi không thông, lai lịch của nữ tử Tư Mệnh này cực kỳ thần bí. Bây giờ nghĩ lại, bí mật trên người nữ tử Phục Khí thí này sợ rằng còn nhiều hơn người trên người Trung Nhạc. "Bất quá Tân Hỏa, ngươi nói tại cảnh giới ngang hàng, Tư Mệnh một bàn tay sẽ có thể đánh ta thành tro bụi. Hiện tại quả thật có khả năng này, nhưng về sau liền khó nói rồi." Trung Nhạc tràn ngập lòng tin, mỉm cười nói: "Hiện tại ta chỉ là mới luyện hồn thành linh, chân linh còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Chữ dịch của Hạo Dịch Đế có thể khiến cho ta không ngừng đạt được cảm ngộ, không ngừng hoàn thiện chân linh của ta. Sớm muộn cũng có một ngày, chân linh của ta sẽ cường đại tương đương với nàng, thậm chí còn vượt qua nàng." Tân Hỏa hung hăng đả kích hắn, cười lạnh nói: "Đợi ngươi tu luyện tới một bước kia, ngươi đã hao tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực rồi. Ngươi là đi thuyền nước ngược, lãng phí tài trí và thời gian của chính mình." "Ta là lội ngược dòng tiến lên, không phải là đi thuyền nước ngược. Con cá lội ngược dòng tiến lên chính là con cá cường tráng nhất." Trung Nhạc cười ha hả. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra lại cửu chuyển nguyên đan của chính mình, cảm ứng tuổi thọ của chính mình, trong lòng không khỏi đại hỉ. Thọ nguyên của hắn vậy mà đã tăng lên không ít, hiện tại đã có hơn 6.000 năm thọ nguyên, so với Thủy Tử An đã sử dụng bàn đào còn lâu dài hơn không ít. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm ứng được trong cõi U Minh có rất nhiều sinh linh đang tế tự chính mình, để cho chân linh của chính mình hưởng dụng tế tự, không ngừng thu lấy lực lượng tế tự, khiến cho tu vi thực lực của hắn không ngừng đề thăng. Lực lượng tế tự là lực lượng mà chỉ cường giả chân linh cảnh mới có thể hưởng dụng. Nếu kẻ tế tự đủ nhiều sẽ có thể bảo trụ chân linh không chết, trừ phi thực lực của địch nhân vượt qua ngươi quá nhiều, hoặc là tiêu diệt kẻ tế tự mới có khả năng giết chết ngươi. Những kẻ tế tự Trung Nhạc quả thật không ít, có tới mấy chục vạn người. Trong Cô Hà Thành có không ít sinh linh tế tự Long Nhạc, tại Ma Tộc cũng có không ít sinh linh tế tự Ba Tuần, mà trong Đại Hoang những nhân tộc được Trung Nhạc cứu trợ che chở cũng không phải số ít. Mấy chục vạn sinh linh này quần quận không ngừng tế tự cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Quan trọng nhất chính là tế tự chân linh cộng thêm bất tử chi thân, hắn chính là tương đương với có lực lượng khởi tử hồi sinh. Bên trong Chấn Phong Đường của Kiếm Môn, một đám tồn tại vẫn chưa thành thần, lại không cách nào bị luyện hóa, bị giết chết kia đều là có được thủ đoạn tương tự. Bất quá những tồn tại kia đều là cường giả thông thần cảnh mới tu luyện tới bước này, mà Trung Nhạc chỉ vừa mới đặt chân lên chân linh cảnh đã có thể tu luyện tới được bước này. "Quỷ chính của Quỷ Long tộc giết thế nào cũng không chết được, lão môn chủ cũng không thể giết chết được hắn, chỉ có thể giam giữ trong Chấn Phong Đường để cho hắn chết ra. Thần nhân võ đạo Hạ Vô Song của Nam Hoang cũng không thể bị chém giết, chỉ có thể chấn áp xuống. Mà ta hiện tại rút cuộc đã có vinh hạnh đặc biệt bị chấn áp tại Chấn Phong Đường rồi." Trung Nhạc cười hăng hắc nói: "Bất quá ta có 6.000 năm thọ nguyên, muốn để cho ta chết già cũng không dễ dàng như vậy. À đúng rồi, Tân Hỏa, ta luyện hồn phách thành chân linh, chẳng phải là nói chỉ cần linh bất diệt ta sẽ có thể vĩnh sinh bất tử hay sao?" Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời. Linh bất diệt sẽ có thể vĩnh sinh bất tử, cộng thêm hắn đã mở ra lục đạo luân, nhục thân nguyên thần huyết mạch tương thông, nhục thân có thể cùng tồn tại với linh, thọ nguyên tương đồng. Nào ngờ Tân Hỏa lại lắc đầu nói: "Không có tác dụng đâu, linh của ngươi có thọ nguyên hạn chế, không có khả năng vĩnh viễn còn sống được. Các đời thiên đế địa ký, hòa ký có thể sống tối đa 2 vạn năm, đương kim thiên đế đoán chừng có thể sống tới tối đa 12 vạn năm. Người cao nhất cũng chỉ có 12 vạn năm thọ nguyên. Khi đại nạn tới, ngươi cũng chỉ có thể vứt bỏ nhục thân, trốn vào trong hư không giới. Chỉ khi nào có người tế tự triệu hoán ngươi, ngươi mới có thể đi ra. Huống chi..." Đốm lửa nhỏ này hung hăng đả kích hắn nói: "Huống chi chưa chắc ngươi đã có thể tu thành cảnh giới như thiên đế được." Trung Nhạc cũng không nói lời nào. Đốm lửa nhỏ này đoán chừng là không ngờ hắn có thể luyện thành hồn thành linh thành công, cho nên mới bị kích thích, vẫn luôn tìm cách đả kích hắn. Trung Nhạc rời khỏi bí cảnh nguyên thần, đưa từng cây thần dược
trở về lãnh địa của mỗi người. Long Nhạc và Ba Tuần cũng đều tự mình bay trở về. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, ngẩng đầu lên nhìn trời, thấp giọng nói: "Nếu đám côn thần, mẫu thần trên côn tinh còn sống, như vậy hiện tại bọn chúng hẳn là đã cách tổ tinh không xa nữa rồi. Sau khi bọn chúng tới tổ tinh, tất nhiên sẽ thu lại đám thần binh côn tộc trong kiếm môn ta, thậm chí còn dùng đám thần binh côn tộc này đánh chết cường giả kiếm môn ta. Xem ra đã tới lúc mạnh mẽ luyện hóa đám thần binh côn tộc này, xóa đi lạc ấn của côn thần rồi. Trước đây ta không có bản lĩnh này, bất quá đã nhận được tấm linh phiến kia lại tu thành chân linh, ta ngược lại có thể thử một phen." Lại qua 2 ngày, Trung Nhạc đã thu hồi lại đám thần binh côn tộc trấn thủ 8 quan 18 thành kia. Côn tộc là sinh linh do ma tộc chế tạo ra, bởi vậy thần binh côn tộc đại đa số là dùng đồ đằng ma tộc và đồ đằng tự có của côn tộc luyện chế mà thành. Tấm lân phiến này có thể phân tích ra huyền bí của thần binh côn tộc hay không, Trung Nhạc cũng không nắm chắc. Hắn lấy ra một kiện thần đao côn tộc hình thái cánh ve, đặt trước mặt tấm lân phiến, lập tức nhìn thấy hết thảy cấu tạo của thanh thần đao cánh ve trong mặt gương. Những văn lộ đồ đằng cùng với lạc ấn trong đó hết thảy đều chậm rãi xuất hiện. Lạc ấn côn thần bên trong thanh thần đao cánh ve có hình dạng giống như một con ve sầu, bộ dáng rất sống động, nằm ở trung tâm tầng tầng trận pháp. Lạc ấn này là do côn thần dùng tâm thần và tâm huyết tế luyện, hình thành đầu mối để thao túng thanh thần đao cánh ve này. Luyện khí sĩ tu thành nguyên thần, lúc điều khiển hồn binh cũng không cần dùng thần hồn dung nhập vào hồn binh, do đó bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, uy lực cũng càng cường đại hơn. Nhưng hồn binh vẫn là bất đồng với thần binh. Thần binh đáng sợ nhất ngược lại cũng không phải là uy lực, mà là một khi tế khởi sẽ trở nên xuất thần nhập hóa, kích thước biến hóa tùy tâm, khó lòng phòng bị. Nhất là khi kiện thần binh nào đó có thể luyện tới tình trạng hữu hình vô chất, kích thước có thể biến hóa, hình thái cũng có thể biến đổi, chính là khủng bố nhất. Trong những thần binh mà Trung Nhạc từng gặp qua, đã luyện tới trình độ hữu hình vô chất chính là bảo vật chấn tộc của côn bằng thần tộc thần dực đao. Một khi sợi lông chim kim kiếm bằng vũ trong đó, cho dù có bị đánh tới mức rách nát tả tơi, chỉ cần quay trở lại trên thần dực đao sẽ có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Chính vì thần dực đao đã luyện tới tình trạng hữu hình vô chất, thần kim bị luyện tới tình trạng xen giữa trạng thái ánh sáng, trạng thái chất lỏng cùng trạng thái cố định, đã biến thành hình thái văn lộ đồ đằng nhỏ bé nhất, có thể hóa thành quang mang, có thể lưu động, cũng có thể biến thành hình thái cố định. Muốn xóa đi lạc ấn của thánh khí bậc này chính là cực kỳ khó khăn. Cho dù là có tấm gương lân phiến, Trung Nhạc cũng không có khả năng làm được, bởi vì trận pháp bên trong thần dực đao thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Trong lúc trận pháp lưu động, lạc ấn cũng không ngừng thay đổi phương vị, rất khó nắm bắt được. Cũng may, đám thần binh côn tộc mà Trung Nhạc lấy được này cũng chưa tế luyện tới bước này, lưu lại cho hắn khả năng luyện hóa lạc ấn. Hắn lập tức nhìn thấy các điểm thiếu hụt, những địa phương chế tạo sai lầm, những điểm yếu trong văn lộ đồ đằng của những kiện thần binh côn tộc này. Cho dù là khuyết điểm của lạc ấn cũng bị chiếu rọi ra, không có bí mật gì đáng nói. Tấm lân phiến này thật sự là dị bảo mà. Trung Nhạc kinh ngạc tán thán, tinh tế kiểm tra. So với thần binh của thần tộc và ma tộc, thần binh do côn tộc luyện chế liền thô thiển hơn rất nhiều. Hẳn là nội tình và tích lũy của côn tộc không thể so sánh với thần tộc và ma tộc, cho nên thần binh luyện chế ra cũng không tinh xảo nhiều, biến hóa nhiều bằng thần binh của thần tộc và ma tộc. Thần nhãn thứ 3 trên mi tâm của hắn mở ra, nhìn chằm chằm vào hình ảnh thanh thần đao trong mặt gương. Qua một lúc lâu sau, hắn đã tìm hiểu một lần toàn bộ văn lộ đồ đằng của thanh thần đao cánh ve này. Tế! Trung Nhạc quát lớn một tiếng, tinh thần lực và pháp lực tuôn ra, công kích vào nội bộ thanh thần đao cánh ve, vòng qua từng đạo trận pháp phòng ấn thủ hộ, chuẩn bị mạnh mẽ hủy diệt lạc ấn côn thần ở trong đó. Pháp lực và tinh thần lực của hắn vừa mới tiến tới trước lạc ấn của thần đao cánh ve, tâm thần đột nhiên đại chấn, chỉ thấy lạc ấn hình thái cánh ve, ve sầu kia không ngừng động đậy, hình dạng đại biến từ lạc ấn hình thái một con ve sầu, bỗng nhiên biến hóa thành một tôn thần nhân kim thiền tám chân cánh ve. Cả người kim quang lưu động, tôn thần nhân kia há miệng hút dài một cái, hút đi hết thảy pháp lực và tinh thần lực của Trung Nhạc. Toàn thân tôn thần nhân kim thiền kia lại lớn lên thêm một vòng, cười khàng khạc nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Ta chính là lạc ấn của thần, thần văn khắp cả ngươi là do thần tinh, thần lực, pháp lực và tâm huyết của thần xây dựng ra." Đột nhiên chân linh của Trung Nhạc chợt bay ra, xoạt một tiếng chui vào trong thần đao cánh ve. Hắn cười lạnh nói: "Thần sao?" Nguyên thần chân linh của hắn bay xuyên qua từng đạo trận pháp, đi tới vị trí không gian lạc ấn, đối diện với tôn thần nhân lạc ấn côn thần này.
Nếu ngươi thật sự là một tôn thần minh, ta còn sợ ngươi ba phần nhượng bộ lui binh. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một đạo lạc ấn của côn thần mà thôi, cũng xứng cản rỡ ở trước mặt ta sao? Thần nhân lạc ấn kim thiền kia cười khằng khạc quái dị, đánh thẳng về phía nguyên thần chân linh của hắn. Không ngờ nguyên thần của ngươi lại dám tiến vào đây, thật sự không biết trời cao đất rộng. Để ta ăn luôn nguyên thần của ngươi, trở thành lạc ấn càng mạnh hơn. Nhục thân của Trung Nhạc ngồi ngay ngắn trước tấm gương lân phiến kia, toàn thân không chút cử động. Ba quả thần nhãn toàn bộ mở ra, nhìn chằm chằm vào mặt gương. Tấm gương chiếu rọi ra hết thảy huyền bí của tôn thần nhân lạc ấn kim thiền này, hư thực rõ ràng, toàn bộ nhược điểm, khuyết điểm đều triển lộ không bỏ sót. Mà trong không gian lạc ấn của thần đao cánh ve, chân linh của hắn tiến hành giao phong với thần nhân lạc ấn kim thiền, tới lui như điện. Kim thiền nhất biến. Thần nhân lạc ấn kim thiền không ngừng hét lớn, nhục thân đại biến, hóa thành một con kim thiền cự hình. Hai cái móng vuốt giống như hai thanh chắt đao, phủ đầy những cây móc câu sắc bén tới cực điểm, không ngừng chém về phía chân linh của Trung Nhạc, trên dưới tung bay. Cái đuôi rắn của chân linh Trung Nhạc du động, không ngừng xoay chuyển, vòng tròn xung quanh tôn thần nhân kia. Hai cánh tay tung bay, đan xen thành từng con long và dao, hóa thành từng cây kéo sắc bén. Long dao tiễn, đây là tuyệt học phá cấm do Phong Hữu Trung khai sáng. Chỉ nghe thanh âm giòn vang răng rắc vang lên không dứt, hai cái bóng vút của thần nhân lạc ấn kim thiền kia lại bị từng tấc cắt đứt. Thần thông long dao tiễn chính là chuyên để phá phong cấm, sở trường tìm khe hở mà vào, cắt đứt bộ phận yếu ớt nhất của thần nhân lạc ấn kim thiền, quả thật chính là không tốn chút sức lực nào. Kim thiền nhị biến. Tôn thần nhân lạc ấn kim thiền kia hét lớn một tiếng, đột nhiên cởi bỏ lớp da xác trên người, vỗ cánh bay đi, đoàn đoàn bay lượn xung quanh Trung Nhạc. Cái miệng biến thành một cây trường thương, không ngừng đâm về phía chân linh Trung Nhạc. Tiểu quỷ, ta còn có kim thần tam biến, kim thiền tứ biến, mãi cho tới cửu biến kìa, người chậm rãi mà thưởng thức đi. Tôn thần nhân lạc ấn kim thiền cười khằng khặc thật quái dị. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng, mượn tấm gương nhìn thấu cấu tạo lạc ấn của hắn. Thần ma thái cực đồ đột nhiên hiện ra, bao phủ toàn thân tôn thần nhân lạc ấn kim thiền kia lại. Nhật nguyệt cuộn trào, thần ma nghịch chuyển, âm dương nhị khí hóa thành vô số thanh long giao tiễn cắt xuống, cao thấp toàn thân tôn thần nhân lạc ấn kia. Người sẽ không kịp thi triển kim thiền kiểu biến rồi. Thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng truyền tới, thân thể tôn thần nhân lạc ấn kim thiền này đột nhiên sụp đổ, bị cắt nát ra thành vô số mảnh vỡ, văn lộ đồ đằng. Đạo lạc ấn nhất thời biến thành năng lượng cuồn cuộn không ngừng ba động, giống như một mảnh hải dương hạo hãn. Trong hải dương, năng lượng còn có tia tia sợi sợi tâm huyết côn thần đang hội tụ lại một chỗ, chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ thành lạc ấn côn thần. Chân linh Trung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, thần ma thái cực đồ nghiền ép xuống, thoáng cái chấn áp hải dương năng lượng, hóa thành một đạo lạc ấn thái cực đồ thật lớn. Mà tâm huyết côn thần thì bị hắn một tay vươn tới, mạnh mẽ cầm lấy, ở trong lòng bàn tay hóa thành một đoàn huyết cầu. Chân linh Trung Nhạc lập tức lắc mình, bay ra khỏi thần đao cánh ve, mang đoàn huyết cầu này ra khỏi thần đao. Chỉ thấy đoàn huyết cầu vẫn còn đang không ngừng động đậy, nghĩ muốn bay đi. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, thấp giọng nói, huyết cầu vẫn còn động đậy sao? Nói rõ nó có thể cảm ứng được phương vị của chủ nhân chính mình. Xem ra đám côn thần đã cách tổ tinh rất gần rồi. Đoàn côn thần huyết này bị hắn vung tay ném ra khỏi bí cảnh, bay vào trong bí cảnh trong lòng kiếm môn sơn, bị đám thần dược Hồ Tam Ông, Bản Lam chia cắt sạch sẽ. Thần huyết này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với đám thần dược lại là thuốc bổ thượng hạng. Dùng thần huyết để nuôi dưỡng thần thổ, thần dược cũng có thể thành thục trưởng thành càng nhanh hơn. Đây là kiện thần binh côn tộc đầu tiên, tới phiên kiện thứ hai nào. Trung Nhạc theo cách cũ mà làm, lấy ra kiện thần binh côn tộc thứ hai đặt trước tấm gương lân phiến, quan sát một phen. Sau đó chân linh bay ra, tiến vào trong thần binh tìm kiếm lạc ấn, tiến hành gạt bỏ luyện hóa. Từng kiện thần binh côn tộc không ngừng bị hắn luyện hóa, đánh lên lạc ấn thái cực của chính mình. Cũng ngay lúc này, phụ cận Hỏa Diệu Tinh, hơn 10 tôn côn thần, mẫu thần đang bay về phía tổ tinh, băng xuyên qua tinh không, cách tổ tinh càng lúc càng gần hơn. Bọn chúng vốn dĩ còn sống 24 tôn côn thần, mẫu thần, nhưng phi hành xuyên qua tinh không cực kỳ tiêu hao pháp lực. Hơn nữa, bọn chúng bởi vì sinh sôi nảy nở hậu đại, điên cuồng giao cấu, trên cơ bản cũng đều đã là dầu hết đèn tắt. Vì vậy dọc đường đi có hơn 10 tôn côn thần đã bị ăn sống, đảm bảo cho đám côn thần còn lại và 4 tôn mẫu thần có thể đủ sức bay tới tổ tinh.
Đột nhiên sắc mặt một tôn côn thần kịch biến, thất thanh nói: Thần đao cánh ve của ta bị đã luyện hóa rồi, lạc ấn của ta cũng đã bị lau đi. Là tồn tại nào, là tồn tại như thế nào có thể luyện hóa lạc ấn của ngươi vậy? Sắc mặt của một tôn mẫu thần khẽ biến hỏi: Chính là hắn ta. Trong mắt tôn thiền dực côn thần kia bắn ra một mảnh quang mạc, trong quang mạc xuất hiện bộ dạng của Trung Nhạc và nguyên thần chân linh của hắn. Là hắn sao? Đám côn thần mẫu thần hai mặt nhìn nhau. Một tôn mẫu thần nói: Tiểu tử này đã từng tiến vào côn tinh chúng ta, bất quá hắn hẳn chỉ là luyện ký sĩ pháp thiên cảnh mới phải, vì sao lại có thể luyện hóa được thần binh của ngươi vậy? Tôn thiền dực côn thần kia lắc đầu nói: Ta cũng không biết, ta chỉ có thể cảm ứng được bộ dáng của hắn. Về phần hắn đã dùng thủ đoạn gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu tiểu tử này có thể luyện hóa được thần binh của ta, vậy thần binh của các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Sao chúng ta không hợp lực thu hồi lại thần binh của chúng ta đi? Đám côn thần mẫu thần còn lại nhao nhao gật đầu nói phải. Lập tức toàn lực cảm ứng thần binh của chính mình. Sau một lúc, một tôn mẫu thần lắc lắc đầu nói: Cự ly vẫn là quá xa, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được vị trí thần binh của chúng ta thôi, nhưng không cách nào chịu hồi, còn phải cách phế tinh gần hơn một chút nữa mới được. Vậy thì đi mau, đi mau. Đám côn thần mẫu thần nhao nhao toàn lực phi hành. Qua không bao lâu, đột nhiên lại có một tôn côn thần sắc mặt kịch biến, thất thanh lên tiếng: Lạc ấn trong thần binh của ta cũng bị hắn lau đi rồi, không tốt rồi, của ta cũng vậy. Bọn họ chưa bay được bao xa, lại có thần binh của một tôn côn thần bị gạt bỏ lạc ấn. Bọn họ còn chưa bay được một nửa quãng đường, toàn bộ thần binh của đám côn thần mẫu thần vậy mà đều bị gạt bỏ lạc ấn. Thần binh triệt để đổi chủ, hơn nữa căn cứ theo cảm ứng cuối cùng của đám thần binh này, toàn bộ đều là hành vi của một mình Trung Nhạc. Tiểu tử này rút cuộc là tồn tại như thế nào? Chẳng lẽ là một tôn thần ma hay sao? Có thể trong thời gian ngắn như vậy xóa đi hết thẻ lạc ấn trên thần binh của chúng ta, thật sự đáng sợ. Một tôn mẫu thần từ xa xa nhìn về phía tổ tinh lẩm bẩm nói: Hắn có thể chạy ra khỏi côn tinh, nhất định là có chỗ lợi hại. Hiện tại hắn lại xóa đi lạc ấn của chúng ta, xem ra là một cao thủ vô cùng đáng sợ. Sau khi chúng ta hàng lâm tổ tinh, nhất định phải tránh né hắn ta, không thể dễ dàng trêu chọc hắn ta được. Không sai. Sắc mặt đám côn thần mẫu thần bi phẫn nói: Côn tinh đã bị băng phong, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta mà thôi. Ngay cả Tư Mệnh Mẫu Hoàng cũng mất tích không thấy đâu cả. Chúng ta không thể không hành sự cẩn thận. Chúng ta cảm ứng được hắn đang ở vị trí này, ở trên phế tinh, vì vậy cần phải tránh xa vị trí này, tuyển chọn những điểm yếu ớt khác mà tiến công. Đám côn thần mẫu thần nghiên cứu một phen, định ra kế sách, chuẩn bị hàng lâm tại phía nam tổ tinh. Nơi đó cách vị trí đại hoang rất xa, thế lực cũng tương đối nhỏ yếu. Trên đường tiến về phía tổ tinh, bọn họ lại ăn tươi thêm 2 tôn côn thần nữa, chỉ còn lại 6 tôn côn thần và 4 tôn mẫu thần. Một năm này, một ngày nào đó vào tháng 4, trên thiên không chợt xuất hiện 10 quả dị tinh, kéo theo cái đuôi lửa thật dài rơi xuống Nam Hoang. 4 tôn mẫu thần nhất tề quát lớn một tiếng, vô số sợi xúc tu bay ra, đâm sâu vào trong đại địa, thôn phệ địa khí, bắt đầu sinh sản. Từng quả trứng trùng thật lớn được sinh ra, số lượng lên tới mấy ngàn. Đám côn thần và mẫu thần rút cuộc cũng đã hàng lâm tổ tinh. Trong một mảnh rừng sâu núi thẳm tại Tây Hoang, một vị mỹ phụ ngẩng đầu nhìn về phía 10 quả dị tinh rơi xuống kia, trong mắt lộ ra dị sắc, lẩm bẩm nói: Kỳ quái, sao bọn họ lại hàng lâm tại Nam Hoang chứ? Nam Hoang là lãnh địa của Trọng Lê Thần Tộc. Mặc dù linh của Hạ Hầu đã bị Ích Tà Thần Hoàng luyện hóa, nhưng Trọng Lê Thần Tộc vẫn còn thần nhân vô đạo và thần minh tọa chấn, là một khối xương khó gắm. Sao bọn họ lại tuyển chọn hàng lâm Nam Hoang mà không phải là Đại Hoang? So với Nam Hoang, Đại Hoang mới là lựa chọn tốt nhất kìa. Những chủng tộc khác không đảm bảo có thủ đoạn đáng sợ, nhưng Đại Hoang lại là địa bàn của nhân tộc. Mặc dù thần binh, ma thần binh rất nhiều, nhưng nội tình lại rất kém. Không có thần minh tọa chấn, thực lực đám luyện khí sĩ cũng rất yếu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho bọn họ tránh né Đại Hoang lại chạy tới Nam Hoang đây? Hơn nữa rõ ràng cái tên tiểu bối Trung Sơn Thị Đại Hoang mới là đại cửu gia của quân tộc ta. Mỹ phụ kia nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: Hắn nhiều lần phá hư đại sự của ta, ta chiếm cứ cổ diêu thần tộc, lừa gạt được cả thiên hạ, lại bị hắn vạch trần.
Hơn nữa, hắn còn hủy diệt Côn Tinh ta, khiến cho Côn tộc ta cơ hồ vong chúng, lại bắt làm tù binh con cháu Côn tộc ta, luyện thành cổ trùng, xem như nô lệ để mà sai sứ. Hắn lại trộm thần binh Côn tộc ta, diễu võ dương oai. Nếu không phải ta lo lắng bị đám thần ma khác phát hiện, sớm đã tự mình đi đại hoang tiêu diệt hắn rồi. Bên cạnh mỹ phụ này còn có một tôn côn thần tướng ngũ đoạn, bộ dáng vô cùng thấp bé, cao không tới một thước. Hắn nghe vậy liền mới hỏi: Đại Trần lão mẫu, chúng ta đi Nam Hoang hội hợp với bọn họ chứ? Mỹ phụ kia chính là phụ nhân cổ điêu thần tộc mà Trung Nhạc đã từng tao ngộ. Nàng dưới sự truy sát của rất nhiều thần ma, căn bản là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vậy mới trốn ở nơi đây. Thời điểm Trung Nhạc vạch trần Diêm Ma Ha, chính là nàng đã thừa dịp hỗn loạn cứu đi tôn quân thần thấp bé bên cạnh này. Được. Ánh mắt Đại Chân lão mẫu chớp động, cười lạnh nói: Bọn chúng đi địa phương xa lầm, chỉ sợ sẽ có một trận huyết chiến, sẽ kinh động đám thần ma thiên hạ. Bất quá 10 tôn quân thần mẫu thần cộng thêm hai chúng ta, tổng cộng có 12 tôn thần minh. Cho dù là thần ma của tổ tinh cũng cần phải cân nhắc một chút, có dám quyết chiến một trận sinh tử với chúng ta hay không. Nó lập tức mang theo tôn côn thần tướng ngũ đoạn kia bay về phía Nam Hoang. Đã có chiến lực tương đương, liền có tiền vốn đàm phán, sự tình chiến tranh chưa chắc có thể đạt được, đàm phán lại có thể đạt được. Tôn côn thần kia có chút nghi hoặc hỏi: Vậy ý của lão mẫu là? Đại Chân lão mẫu mỉm cười nói: Đàm phán với đám thần ma của tổ tinh, để cho bọn họ cắt nhường một bộ phận lãnh địa cho côn tộc ta, còn muốn bọn họ giao Trung Sơn thị ra. Các tộc tổ tinh mạnh ai nấy làm, đều tự mình chiến đấu. Nếu quả thật chúng ta một lòng muốn chém giết long trời lở đất kia, bọn họ sẽ liền liên thủ đối kháng với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hòa đàm, bọn họ sẽ liền không một lòng nữa, thậm chí còn sẽ xảy ra tình huống bán đứng chiến hữu đồng loại của chính mình. Ta đã sinh hoạt trên tổ tinh nhiều năm như vậy, sớm đã thành nhìn thấu tâm địa gian xảo của bọn họ rồi. Tôn côn thần kia thất thanh nói: Bọn họ thật sự sẽ giao Trung Sơn thị ra sao? Thật sự sẽ cắt nhường lãnh địa của côn tộc cho chúng ta sao? Đại Chân lão mẫu khẽ mỉm cười nói: Đánh một trận với côn tộc ta, thần ma của tổ tinh đều sẽ chết đi, thậm chí còn có khả năng bị diệt tộc. Bọn họ cũng không phải là đồng tộc, huống chi cho dù là đồng tộc cũng chưa chắc đã một lòng. Người yên tâm, bọn họ sẽ hòa đàm, cũng sẽ giao Trung Sơn thị ra thôi. Hơn nữa, sau khi bọn họ bức nhân tộc giao Trung Sơn thị ra, còn có thể nhân cơ hội cướp sạch kiếm môn, cướp đoạt tài phú của kiếm môn. Loại chuyện này ta ở trên tổ tinh nhìn thấy cũng nhiều rồi. Sau khi tới Nam Hoang, Đại Chân lão mẫu hội hợp với 4 tôn mẫu thần khác tiến hành thương nghị một phen. 5 tôn mẫu thần thương nghị hoàn tất, quyết định tôn Đại Chân lão mẫu làm đầu lĩnh. Đại Chân lão mẫu lập tức mệnh lệnh cho quân thần dưới trướng truyền tin khắp thiên hạ nói: Xin các ngươi nhất định phải tin tưởng côn tộc chúng ta là tới vì hòa bình. 12 tôn thần minh chúng ta chỉ muốn lánh nạn, chỉ muốn tìm một địa phương lánh nạn nghỉ tạm, không phải là muốn tranh đoạt tổ tinh. 12 tôn thần minh chúng ta không có ý khai chiến với các tộc, nguyện ý chung sống hòa bình với các ngươi, nguyện ý hòa đàm với các tộc. Lời chiếu cáo vừa ra, thiên hạ nhất thời xôn xao. 10 quả dị tinh rơi xuống Nam Hoang đã sớm kinh động tới các đại thế lực trên tổ tinh. Các đại thánh địa nhao nhao phái cường giả tới thăm dò. Dù sao cách đây không lâu từng có chuyện tình thập nhật rơi xuống tổ tinh, các đại thế lực còn tưởng rằng lại có linh thể gì đó xuất hiện. Trọng Lê thần tộc cách đây gần nhất là kẻ đầu tiên thăm dò tới địa phương đám côn thần mẫu thần kia rơi xuống, đã bị tiêu diệt không còn một mảnh, kinh động tới thần nhân võ đạo của Trọng Lê thần tộc. Thần nhân võ đạo lập tức đưa tin thiên hạ, nhất thời tất cả thế lực trên tổ tinh chấn động. Thần ma nhao nhao xuất thế tụ tập tại Hiếu Mang thần miếu ở Tây Hoang, cùng nhau thương nghị đối sách. Không nghĩ tới đối sách còn chưa thương nghị ra, đám côn thần và côn tộc đã đại cáo thiên hạ, tuyên bố bọn họ là tới vì hòa bình, nguyện ý hòa đàm với các tộc. Những lời tới vì hòa bình này đương nhiên chỉ là ngụy trang. Bất quá côn tộc không muốn khai chiến thật ra là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Côn tộc trước giờ luôn là thị huyết thành tính, hiếu sát thành cuồng, cái gì cũng đều ăn, khiến cho các tộc khinh thường. Tốt xấu gì thần ma các tộc cũng không phải là cái gì cũng đều ăn, chỉ thích ăn thịt người mà thôi. Số ít mấy thần ma lại chỉ ăn chay nữa. Cho dù biết rõ lời nói của côn thần là không thể tin, nhưng đám côn thần cũng tỏ rõ bọn họ có tới 12 tôn thần minh. Nếu thật sự khai chiến, sợ rằng sẽ tử thương vô số. Cho dù là đám thần ma bọn họ chỉ sợ cũng phải chết trận không ít.
Nếu côn tộc không có ác ý, nguyện ý hòa đàm, tự nhiên là chuyện tốt rồi. Mấy tôn thần ma thương nghị một phen, đưa tin cho côn thần lên tiếng nói. Thiện, địa điểm hòa đàm quyết định tại Thiên Thánh Cung Nam Hoang. Mấy ngày sau, 12 tôn côn thần hàng lâm Thiên Thánh Cung của Nam Hoang, 8 tôn thần ma các tộc cũng hàng lâm Thiên Thánh Cung. Trong lúc nhất thời, Thiên Thánh Cung trở thành điểm chú mục của thiên hạ, trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, tụ tập ánh mắt của các tộc trong thiên hạ. Thân là chúa tể của Nam Hoang, áp lực của Trọng Lê thần tộc cực lớn. Sứ giả các tộc liên miên không ngừng tiến vào Thiên Thánh Cung dò xét tin tức, lại truyền tin tức trở về trong các tộc. Cho dù là nhân tộc Đại Hoang cũng phái cường giả tới dò xét. Lần này, thần minh côn tộc hàng lâm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Côn tộc tuyên bố hòa đàm lại càng làm ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ thần ma các tộc lại đáp ứng hòa đàm, càng làm cho tất cả mọi người đều không lường trước được. Số lượng thần ma trên tổ tinh vốn dĩ cũng không nhiều cho lắm, chỉ có chừng 20 tôn. Mà thời điểm thăm dò côn tinh có 13 tôn thần ma đã đi, chỉ còn lưu lại 7 tôn thần ma trấn thủ băng cung. Kết quả 12 tôn thần ma đã chết, chỉ còn lại có lão giả quét xác Chư Cửu Mục của Chư Càn thần tộc. Hiển nhiên 8 tôn thần ma cũng không muốn nhất quyết sinh tử với côn tộc, mà giờ định hòa đàm từ từ đồ diệt, tránh cho lưỡng bại câu thương. Qua không bao lâu đã có tin tức từ trong Thiên Thánh Cung truyền ra. Mẫu thần côn tộc yêu cầu tổ tinh phân ra một khối lãnh địa cho côn tộc nghỉ lại, xem thành chỗ là tránh loạn. Tin tức này mặc dù dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng vẫn còn hợp tình hợp lý. Côn tộc đi tới tổ tinh tất nhiên sẽ yêu cầu một khối lãnh địa. Lại qua thêm một ngày, lại có tin tức nữa truyền ra. 8 tôn thần ma đã làm chủ đáp ứng. Đại Hoang, Nam Hoang, Yêu Tộc và Tây Hoang mỗi nơi phân ra một khối lãnh địa cấp cho côn tộc. Qua thêm 2 ngày nữa, lại có tin tức truyền ra. Côn tộc yêu cầu sinh linh của tổ tinh giao ra kẻ thù của bọn họ. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc của Kiếm Môn Đại Hoang. Một tôn mẫu thần tức giận xung thiên. Trung Sơn Thị phá hủy côn tinh, tiêu diệt côn tộc ta, lấy trộm thần khí của côn tộc ta, liên lụy 20 mấy tôn côn thần của côn tộc ta chết thảm, khiến cho côn tộc ta không thể không chạy tới tổ tinh lánh nạn. Kẻ này không trừ, khó có thể đời đời bình an. Tin tức này khiến cho tất cả sinh linh chủng tộc trên toàn bộ tổ tinh cực kỳ chấn động, sợ hãi, đại hỉ như điên. Bọn họ lo lắng côn tinh côn tộc sẽ hàng lâm tổ tinh, tàn sát sinh linh các tộc. Không nghĩ tới, côn tinh không ngờ thật sự đã bị Trung Nhạc tiêu diệt. Trung Sơn Thị nhân tộc đã diệt tuyệt côn tộc trên côn tinh, chỉ còn lại có 10 tôn côn thần, mẫu thần còn sống chạy tới tổ tinh. Chiến công bậc này so với bất luận một tôn thần ma nào trên tổ tinh cũng đều huy hoàng hơn. Nếu như côn tinh chưa diệt, bị diệt chính là tổ tinh. Trên côn tinh có nhiều côn thần như vậy, chỉ cần côn tộc giết tới tổ tinh, ai có thể ngăn cản đây? Trung Sơn Thị diệt tuyệt côn tộc trên côn tinh có thể nói là đã cứu tính mạng của tất cả sinh linh trên tổ tinh. Yên tâm, yên tâm, Trung Sơn Thị công cao chấn thiên, 8 tôn thần ma nhất định sẽ không giao hắn ra đâu. Các tộc nhau nhau nghị luận. Mà trong Thiên Thánh Cung, một tôn mẫu thần chính khí lẫm nhiên nói: không giao Trung Sơn Thị ra, khó có hòa bình. Côn tộc chúng ta là tới vì hòa bình, cần gì chỉ vì một gã nhân tộc mà phá hỏng hòa bình và hiếu nghị hiếm thấy giữa chúng ta đây. Côn thần côn tộc ta mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng tuyệt đối không ngại sử dụng võ lực cho dù có diệt tộc. Các đại thế lực tổ tinh một mảnh trầm mặc, sau đó lại có luyện khí sĩ nói: đây là tai nạn do Trung Sơn Thị nhân tộc chọc ra, thật sự có nên vì một tên nhân tộc hèn mọn mà đắc tội với côn tộc không? Thật sự có nên vì một mình hắn mà tử thương trăm vạn hay không? Hắn chọc ra tai nạn, sao lại phải để sinh linh các tộc chúng ta thay hắn gánh vác đây? Giao Trung Sơn Thị ra, giao hắn ra, đổi lấy hòa bình giữa côn tộc và các tộc chúng ta, sao lại không làm vậy? Nhân tộc vốn dĩ mệnh tiến, hy sinh một gã nhân tộc sẽ có thể thiên hạ thái bình, đây là đáng giá, đây là hành vi chính nghĩa mà. Trung Sơn Thị làm nhiều việc ác như vậy, so với Phong Hiếu Trung càng độc ác hơn, sớm nên diệt trừ hắn rồi. Yêu cầu của côn tộc chính là chính đáng, sảng khoái nhân tâm, an ủi sinh linh. Trong một mảnh thanh âm nghị luận, có luyện khí sĩ lên tiếng: nhưng cũng chính là Trung Sơn Thị diệt tuyệt côn tinh, giết chết 20 mấy tôn côn thần, đã cứu tính mạng hơn 10 thần ma các tộc. Hắn đã cứu toàn bộ tổ tinh chúng ta, có công với tổ tinh, có ân với chúng ta. Chúng ta sao có thể giao hắn cho côn thần, côn tộc xử lý cho được? Bất quá, những thanh âm này thật sự yếu ớt, hoàn toàn bị tiếng hô Giao Trung Nhạc ra bao phủ hết.
Bên trong Thiên Thánh Cung, lão giả quét rác Chư Cửu Mục của Chư Càn thần tộc nói chuyện thay cho Trung Nhạc nói: "Các vị sư huynh, Trung Sơn Thí có công lớn với tổ tinh ta." Đám thần ma còn lại rối rít nói: "Cửu Mục sư huynh, không cần nói nữa, giao Trung Sơn Thí ra, thật chẳng lẽ muốn các tộc chúng ta máu chảy thành sông, thi cốt vô số hay sao? Cửu Mục sư huynh, không cần phá hư hòa bình và hữu nghị chiếm thấy này." Sau đó cũng không lâu lắm, trong Thiên Thánh Cung có tin tức truyền ra, tám tôn thần ma đạt thành hiệp định với chư thần côn tộc, cắt nhường một bộ phận lãnh địa của côn tộc, xem như chỗ tránh nạn, lại giao Trung Sơn Thị của nhân tộc ra. Nhưng côn tộc không được đoạt về những thần binh thất lạc của côn tộc. Côn thần ký kết hiệp định không xâm phạm lẫn nhau với tám tôn thần ma định ra việc này. Vì vậy, thiên hạ đại cát, một mảnh ca múa thái bình. Mấy ngày sau, bảy tôn thần ma Hàng Lâm Kiếm Môn, Chư Kiểu Mục tự cảm thấy hổ thẹn với Trung Nhạc cũng không tới đây. Một tôn thần nữ Tất Phương thần tộc của Tây Hoang dẫn đầu, mắt lạnh nhìn về phía trên giới kiếm môn, chỉ thấy toàn bộ kiếm môn như lâm đại địch. Các loại thần binh, ma thần binh và thần binh côn tộc đều được tế khởi, tản mắt ra trận trận thần uy ma uy, thủ hộ kiếm môn sơn, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Trên giới kiếm môn bi phẫn khó hiểu, mắt lạnh nhìn về phía bảy tôn thần ma bị ngăn cản bên ngoài kiếm môn sơn kia, nhiệt huyết trong lòng ngực kích động, hận không thể xuất phát từ nội tâm, thể sống chết đánh một trận. Lần này, bảy tôn thần ma mang theo thánh khí các tộc tới đây, Bát Long Chấn Thiên Phủ của Nam Hoang, Bàn Long Kiếm của Long tộc, Bảo Vật Chấn tộc của Bát Bộ Thánh tộc Ma tộc, Nhục Thân Hiếu Mang Lão Tổ của Hiếu Mang thần tộc, Nửa Thanh Thần Dực Đao của Côn Bằng thần tộc, chỉ có Băng Lâu của Bạch Trạch Thị là không được mời ra. Tôn Tất Phương thần nữ kia nhìn về phía kiếm môn sơn, chỉ thấy khí thế trên giới kiếm môn ngưng thực một thể, phòng thủ tự hồ kiên cố không gì phá nổi, không khỏi cười lạnh nói: "Không ngờ kiếm môn dự định đối kháng với chúng ta, là chuẩn bị muốn chết cùng hay sao? Trung Sơn Thí, ngươi đi ra đi, ngươi tạo nghiệt, bản thân ngươi tự gánh chịu, cần gì phải liên lụy tính mạng đồng môn như vậy? Ngươi làm nhiều việc ác, hiện tại báo ứng đã tới rồi." Trung Nhạc đứng trên kim đỉnh kiếm môn ha ha cười lớn: "Báo ứng sao? Không ngờ nhân tộc ta lại sinh hoạt trên cùng một tinh cầu với những chủng tộc vô sỉ này, không ngờ chúng ta còn bị các ngươi xem là lương thực, thật là nhục nhã mà. Nếu ta có thể sống tiếp, tương lai nhất định sẽ biến các tộc các ngươi thành lương thực của nhân tộc ta." Bên ngoài kiếm môn sơn, bảy tôn thần ma nghe vậy không khỏi nổi giận. Nhân tộc tự hồ căn bản không có giác ngộ trở thành lương thực. Một vạn năm trước đã phát động phản loạn, giết ra Tây Hoang, không ngờ còn thành lập thánh địa. Đây vốn là một sự tình mà các tộc đã không dễ dàng tha thứ. Mà hiện tại, tên nhân tộc nhỏ nhỏ này lại còn nói tương lai muốn biến toàn bộ các tộc thành lương thực của nhân tộc, thật sự là vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo. Võ thần Hạ Khuyết tới từ Nam Hoang đạm mạc nói: "Trung Sơn Thí, ta vốn dĩ còn có chút thương hại đối với ngươi, không ngờ ngươi lại khẩu xuất quảng ngôn, khiến cho ta cảm thấy điểm thương hại này cũng là xa xỉ. Tám tôn thần minh chúng ta tại thời điểm hòa đàm còn nói chuyện giúp nhân tộc các ngươi cật lực bảo trụ thần binh côn tộc của kiếm môn. Bây giờ nhìn ngươi điên rồ, mất trí như vậy, khiến cho ta không khỏi hoài nghi nhân tộc các ngươi có thể giữ được những thần binh côn tộc này hay không. Thần binh côn tộc của kiếm môn tốt nhất vẫn là lấy đi, tránh cho lại bị côn tộc đoạt mất, khiến cho các tộc chúng ta rơi vào chỗ bất nghĩa." Trên giới kiếm môn không khỏi giận tím mặt, đám thần binh côn tộc này là do Trung Nhạc gian gian khổ khổ mới cướp được, là do hắn liều mạng đạp trên núi thây biển lửa để đoạt lấy. Đám thần ma này sau khi bán đứng Trung Nhạc, không ngờ còn muốn cướp đi đám thần binh này của kiếm môn. "Quyền môn chủ sẽ rách mặt với bọn họ, giết đi." Trưởng lão Lôi Sơn giết từng chữ gào thét, nhưng Trung Nhạc vẫn như cũ hờ hững. Atula ma thần tới từ ma tộc khẽ bấm tay búng một cái, chỉ thấy tứ kỳ môn trận xung quanh kiếm môn sơn chấn động kịch liệt một trận, thản nhiên nói: "Trung Sơn Thí, bản thân ngươi đi ra đi, không cần lưu lại tâm lý may mắn liên lụy tới các tộc nhân của ngươi. Nếu ngươi khởi phát dị tâm, sợ rằng kiếm môn không qua nổi ngày hôm nay đâu." "Được, cho ta chút thời gian." Trung Nhạc nhìn thấy tứ kỳ môn trận chấn động, trong lòng thở dài một tiếng, đạm mạc nói: "Thực lực của thần ma vẫn là cường đại vô biên. Tứ kỳ môn trận chính là trận pháp phòng ngự mạnh nhất của kiếm môn, thủ hộ kiếm môn sơn một giọt nước không lọt. Nhưng hiện tại lại bị Atula ma thần búng một cái liền chấn động mãnh liệt như vậy, khiến cho hắn lập tức nhìn ra sự chênh lệch giữa kiếm môn với đám ma thần." Thủy Tử An cắn răng nói:
Trung trưởng lão, ngươi thật sự là muốn... Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ, ngọc đá cùng vỡ cũng có sao đâu. Trung Nhạc lắc đầu nói, để cho toàn bộ nhân tộc đại hoang, toàn bộ đồng môn kiếm môn chôn cùng với ta sao? Ta không phải là đế hoàng, còn không làm được loại chuyện này. Đại trưởng lão, ta đã lưu lại một đạo trận pháp ở trên mặt trăng, có thể trực tiếp truyền tống tới Kim Đỉnh kiếm môn. Người thông chi cho quân môn chủ Phương Sư Huynh, để cho bọn họ nhanh chóng trở về tọa trấn đi. Trong lòng Thủy Tử An đại chấn, biết rõ tâm ý của hắn đã quyết, thấp giọng nói, nếu chúng ta liều mạng có thanh thần kiếm kia của Tiểu Hiên Viên, chưa chắc sẽ thua đâu. Trung Nhạc lại lắc đầu, có thần kiếm do Nhân Hoàng ban tặng cũng không thắng nổi. Bọn họ đã mang theo thánh khí chấn tộc tới đây chính là vì đề phòng thanh thần kiếm kia. Chỉ cần ngăn cản thanh thần kiếm này trong chốc lát thôi, kiếm môn ta sẽ liền tử thương thảm trọng. Trận chiến này kiếm môn ta không có nửa điểm phần thắng. Đại trưởng lão à, ta đã lưu lại một tòa bí cảnh nguyên thần ở trong thánh điện Kim Đỉnh. Trong bí cảnh có một tấm gương, đây là bảo vật ta lưu lại cho kiếm môn. Có bảo vật này, trong vòng trăm năm kiếm môn nhất định sẽ có thêm mấy tôn thần minh. Hắn nhẹ giọng nói, cô Hồng sư huynh, Tiểu Hiên Viên, Phương sư huynh, Quân môn chủ, Cấm Nhi sư muội, còn có đám người Hiệt, Vương Hợi, rồi Lực Mục đều có khả năng trở thành nhân thần. Mà ngươi, mặc dù tiềm lực đã dùng hết rồi, nhưng nếu có thể lợi dụng tấm gương kia tu luyện, bổ toàn những thiếu hụt trước đây, cũng sẽ có cơ hội này. Nhân tộc ta đã có đại thế quật khởi, không nên vì một mình ta mà bị cắt đứt đi. Thủy Tử An nhất thời trầm mặc, kiếm môn vẫn là không có thần minh tọa chấn. Không có thần minh liền bị sỉ nhục, liền sẽ bị nghiền ép. Nếu kiếm môn có một tôn thần minh tọa chấn, sẽ có chẳng diện ngày hôm nay hay sao? Lúc này Trung Nhạc tiếp tục nói, nhân tộc chúng ta không phải là đồ ngu, không phải tư chất không bằng các tộc thần ma, mà là thiếu khuyết thời gian. Ta đi chuyến này, nếu không trở về, ngươi nói với quân môn chủ để nàng co rút lại thế lực nhân tộc, toàn lực phòng ngự, ẩn giấu không ra. Nhân tộc ta nhiều nhất chỉ cần ẩn giấu trăm năm mà thôi. Trong vòng trăm năm, Tiểu Hiên Viên tu thành thần minh, sau đó lại mở rộng báo thù cho ta. Thủy Tử An yên lặng gật đầu, đột nhiên miễn cưỡng nở nụ cười nói, nếu ngươi có thể còn sống trở về thì sao? Trung Nhạc bật cười ha hả, tự phụ vạn phần nói, vậy thì bản thân ta tự báo thù, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, ta sẽ dẫm toàn bộ thần ma trên tổ tinh xuống dưới chân ta. Hắn cất bước đi ra ngoài rồi mỉm cười nói, đại trưởng lão, các người cứ yên tâm, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Các người không phải là ở sau lưng ta gọi ta là Trung Đại Hóa, đi tới chỗ nào chết tới nơi đó hay sao? Nói không chừng lần này ta thật sự có thể còn sống trở về. Trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin cường đại, cất bước ra khỏi tứ kỳ môn trận, quay đầu lại phất phất tay về phía toàn bộ luyện khí sĩ trên kiếm môn sơn. Trên dưới kiếm môn sơn, toàn bộ đám luyện khí sĩ nhân tộc một mảnh trầm mặc. Trung Nhạc nhuyễn miệng cười, đi tới bên cạnh chư thần, đột nhiên cất cao giọng nói, chư Cửu Mục, Cửu Mục tiền bối, ngươi còn nhớ ngươi đã từng nói đáp ứng làm một chuyện cho ta hay không? Lão giả quét xác chư Cửu Mục bởi vì cảm thấy thẹn với Trung Nhạc cho nên lần này cũng không hiện thân, nhưng hắn vẫn đang ẩn nấp cách kiếm môn không xa. Ngay khi thanh âm Trung Nhạc vừa dứt, liền nghe thanh âm chư Cửu Mục đột nhiên vang vọng, chấn động thương khung. Trung tiểu hữu, cứ nói đừng ngại, lão phu nhất định sẽ dốc hết khả năng. Trung Nhạc lớn tiếng nói, còn xin Cửu Mục tiền bối giúp ta thủ hộ đám thần binh, ma thần binh của kiếm môn, không để cho ngoại địch tới cướp đi. Chư Cửu Mục trầm mặc sau một hồi mới nói, Trung Sơn Thí hủy diệt côn tinh, chặt đứt thông đạo mẫu hằng, lập ra chiến công hiển hách, có đại ân với các tộc tổ tinh ta. Những thần binh, ma thần binh này là biểu tượng chiến công của hắn, ta tất nhiên thể sẽ sống chết thủ hộ. Những lời này của hắn không phải nói cho Trung Nhạc nghe, mà là nói cho bảy tôn thần ma còn lại nghe, bỏ đi ý niệm cướp đoạt thần binh, ma thần binh của kiếm môn trong lòng bọn họ. Đã có những lời này của hắn, Trung Nhạc lập tức yên lòng, đi tới trước mặt bảy tôn thần ma, mỉm cười nói, ta đã chuẩn bị xong rồi. Bảy tôn thần ma liếc nhau một cái, thần nữ Tất Phương thần tộc cười nói, tiểu quý cứt đá nhiều, không ngờ lại có thể lôi kéo Cửu Mục sư huynh, để cho hắn thay ngươi thủ hộ kiếm môn, không tầm thường. Đáng tiếc phải chết sớm thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Tất Phương thần nữ không nên hiểu lầm, ta không phải nói là các ngươi đâu. Sắc mặt thần nữ Tất Phương thần tộc khẽ biến, lại nghe được hắn đột nhiên đổi giọng, nói không phải là nói nàng, mới miễn cưỡng cười lạnh một tiếng,
nào ngờ Trung Nhạc lại mỉm cười nói tiếp: "Ta nói là tất cả các vị ở đây đều là tai họa.